Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này đến từ thương hiệu của Maruyama nha các bạn. Và nó có cái tên riêng là MKF330. Đấy các bạn. Đây. Maruyama MKF330 ha. Máy rất là đẹp luôn. Nó sở hữu một cái nòng là 38 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 33cc. Cái số seri của nó nằm đây các bạn. Rất là khó thấy ha. Số seri nó nằm ở trong cái nòng này. Nằm trong cái lốc máy ha. Rất là khó thấy, không thấy được các bạn. Nó sở hữu một cái chụp giật thường nha các bạn. Giật thường mà còn rất là xuất sắc luôn các bạn. Tinh nâu luôn, còn bóng ngời luôn các bạn. Nó dòng máy này là nắp sàn kính nha các bạn, nắp sàn kính đây, nắp sàn kính ha, có ròn đệm rất là ngon ha. Ở đây nó có cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn, với tỷ lệ khoảng 20 phần xăng 1 phần nhớt ha. Đây, 20 phần 1, còn một cái tỷ lệ nữa là 25 phần 1 ha các bạn. Đây, 20 phần 1 thì cỡ khoảng 50cc trên lít các bạn ha. Các bạn cứ chạy cỡ khoảng, pha cỡ khoảng 50cc cho đến 70cc trên lít xăng là rất là ok nha các bạn. Zin hết các bạn. Cái bình xăng các bạn thấy mới, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn. Xăng zin nha, rất là đẹp luôn, trắng tinh luôn. Ở trong lốc này nó có mét in xà băng nha các bạn. Để mình tháo ra, tháo cái bô này ra cho các bạn. Kiếm cái đèn pin kìa. Không có cái đèn pin. Cho các bạn quan sát xem cái mét in xà băng nó nằm đây nha các bạn. Nó cũng tương đối là khó thấy các bạn. Đây, mét in xà băng đây các bạn, đây nha, mét in xà băng các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha. Đây, mét in xà băng ha. Ở phía dưới nó có logo của Maruyama luôn các bạn. Đây, nha. Các bạn quan sát xem cái chế quả khí của nó. Chế quả khí quanh rồ hai kim nha các bạn. Này, có cái kim tốc độ thấp ở đây ha. Ở đây có cái kim tốc độ cao đây các bạn ha. Cây này cây gan ti kết hợp với cây thấp này ha. Để tìm ra một cái tốc độ cầm chừng thật là ngon ha. Nếu mà nó sai thì chạy cầm chừng không ngon ha các bạn. Còn nếu mà cây tốc độ cao đây ha, cây dưới đó là sai thì rất là ăn xăng ha, nhưng mà nó chạy cũng không bốc ha. Còn mình chỉnh đúng thì nó bốc, mà bốc vừa phải thôi nha các bạn. Đừng bốc quá nó thiếu xăng ha. Bốc quá khi ra tải nặng nó thiếu xăng. Chữ quanh rồ nó nằm đây các bạn. Đây các bạn quan sát xem ha. Đây có chữ quanh rồ ha. Mình xăng xịn các bạn. Chế quả khí xịn nó có chữ quanh rồ. Rồi để mình gáp cái chụp bô vô cho các bạn. E gió bằng sắt này các bạn, rất là bền bỉ ha. E gió bằng sắt rất là ngon, chạy rất là bền luôn ha. Các bạn quan sát tiếp ha, về phía bô lửa của nó đây các bạn. Bô lửa rất là đẹp ha, bình xăng của nó trắng tinh luôn, rất là đẹp. Máy rất là mới luôn các bạn. Tùm của nó đây ha, bố lớn, tùm lớn ha, bố đại lớn nhất của trong các loại bố ha. Chạy rất là ngon. Đây, tay nắm nó đây. Tay nắm cũng như là cái đệm hông ha.
dây ga của nó có tích hợp công tắc, cho nên nó có bao bọc cái dây điện ha các bạn, nó dẫn ra đây công tắc ở đây. Tay nắm phía phải nè, ha, có tay ga rất là nhẹ nhàng và êm ái luôn các bạn. Ha. Đây có công tắc, đây là tắt nha, đây là mở, kéo xuống là kéo đẩy lên là tắt nha, kéo xuống là mở, móc dây đeo các bạn. Cùm rất là đã luôn ha, cùm nó cực kỳ ngon nha. Đây nắm phía trái các bạn, đây cần lá nó đây, cần lắp rất là đẹp các bạn, rất là mới luôn. Đây, chắn cỏ nó đây ha, đây, chắn cỏ rất là quen thuộc luôn các bạn, rất là đẹp. Cùi nó đây ha, cùi của chánh tông của Maruyama luôn các bạn, có logo của Maruyama luôn ha. Đây chị em mở này là cùi của Maruyama. Ở đây nó có cái lỗ chốt nha các bạn, nếu các bạn nào mà tháo dao nó bị khó đó ha, nó xoay lử, nếu mà mình nắm cái cánh này mà nó bị xoay là mình phải chốt nha, còn nếu mà mình nắm cái cánh này nó không bị xoay thì mình không cần phải chốt nha. Đây quay về hướng ngay lỗ cha mỡ bò này các bạn sẽ chốt được nha. Các bạn thấy đồ zin nè, nó khít cháy luôn các bạn, rất là khít khao luôn ha. Ở phía dưới nó lại có chống mài mòn nữa các bạn, đây, phía dưới có chống mài mòn ha, phía trên có chống dính cỏ rất là khít khao luôn. Đây các bạn, chống mài mòn này ha, các bạn quan sát ha, rất là đã luôn, chống mài mòn, chống dính cỏ, khít cháy luôn các bạn, đồ zin đó các bạn. Đây tổng thể cái máy mình đây ha, MKF 330, rất là mạnh luôn các bạn, chạy tùm lớn bố lớn, rất là đà. Quan sát xem máy rất là đẹp luôn, không có một cái lỗi nhỏ xíu nào hết các bạn. Chạy chế quạt khí quanh rồi hai kim nha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem. Đầu tiên máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, đóng e ha, và lên ga thì nó máy nó dễ, rất là dễ nổ, và nhớ mở công tắc nha các bạn. À kéo về phía dưới ha là nổ nha, đẩy về phía trên là tắt ha. Rồi để mình nổ cho các bạn xem. Này bây giờ nó đã lên xăng sẵn rồi các bạn, nghe hơi không, hơi rất là dữ luôn ha. Đây hơi của nó rất là ngon luôn ha. Rồi mình giật nổ nha các bạn, dòng tua một thử ra nổ không nha. Tắt nha các bạn. Đây đẩy về phía trên là tắt nha, đẩy về phía trên là tắt, kéo xuống là mở nha. Rồi mình nổ lại cho các bạn xem. Nổ lại nha, nổ lại nha, tắt ha, nổ rất là nhạy nổ luôn ha, nổ tiếng nổ rất là đanh đá luôn, các bạn nghe tiếng gạch ti của nó mà rất là đanh luôn ha. Đây, để mình nổ lớn cho các bạn xem nha.
Rồi, cái video mình giới thiệu cây Maruyama MKF330 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.